Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Sau khi kết thúc bài tóm tắt phần 1 quyển sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 Giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng. Trong thế giới đầu tư đầy biến động, làm thế nào để đảm bảo khoản đầu tư của bạn luôn an toàn và sinh lợi? Quyển sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher không chỉ mang đến những bí quyết đầu tư thành công mà còn hướng dẫn cách duy trì một danh mục đầu tư vững chắc. Phần 2 của cuốn sách với tiêu đề Giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng đã giới thiệu 4 thành tố vàng để đảm bảo an toàn trong đầu tư. Hãy cùng khám phá những yếu tố này qua bài viết dưới đây. Trong phần lời giới thiệu của phần 2 này, tác giả viết: đánh giá chính xác thị trường đầu tư không bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi lòng tin của các nhà đầu tư Mỹ đang suy giảm. Chỉ số Dow Jones được sử dụng rộng rãi để theo dõi biến động thị trường hàng ngày, nhưng khi xét trong thời gian dài, nó không thể hiện chính xác mức tổn thất mà các nhà đầu tư đã chịu. Một chỉ số ngầm cho thấy giá cổ phiếu trung bình vào năm 1974 đã giảm 70% so với mức cao điểm năm 1968. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, mặc dù nhiều công ty vẫn hoạt động tốt. Nhà đầu tư thận trọng thường lựa chọn các công ty lớn, có tiếng như Pensoro và Consolidated Edison, cho rằng đó là các khoản đầu tư an toàn. Tuy nhiên, hành động này có thể nhầm lẫn giữa thận trọng và theo đám đông. Đầu tư an toàn phải đáp ứng hai tiêu chí. Thứ nhất, khoản đầu tư an toàn là khoản đầu tư duy trì sức mua ở mức rủi ro tối thiểu. Thứ hai, đầu tư an toàn yêu cầu hiểu rõ khoản đầu tư bao gồm những gì và xác định liệu những lựa chọn đầu tư đó có phải là an toàn hay không. Tiếp theo đó, Philip Fisher cũng đã đưa ra 4 thành tố vàng của một khoản đầu tư an toàn. Đầu tiên, ưu thế trong sản xuất, marketing, nghiên cứu và kỹ năng tài chính. Thành tố đầu tiên mà Philip Fisher nhấn mạnh là sự ưu thế trong lĩnh vực then chốt như sản xuất, marketing, nghiên cứu và kỹ năng tài chính. Để đảm bảo một khoản đầu tư an toàn, các công ty cần phải có sự vượt trội trong sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, một chiến lược marketing hiệu quả giúp tiếp cận thị trường mục tiêu và tăng doanh thu. Ngoài ra, sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sẽ tạo ra sản phẩm mới và duy trì vị thế cạnh tranh. Cuối cùng, kỹ năng tài chính tốt giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền, kiểm soát chi phí và đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan. Thứ hai, yếu tố con người. Yếu tố con người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự thành công của một doanh nghiệp. Fisher nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn và tinh thần doanh nhân. Một đội ngũ lãnh đạo đoàn kết, đồng thuận và minh bạch sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa, việc duy trì một chính sách nhân sự tốt, đảm bảo phúc lợi cho nhân viên và tạo ra các cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ giúp giữ chân những nhân tài quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thứ ba, các đặc trưng có khả năng sinh lợi của công ty. Một công ty có khả năng sinh lợi cao luôn là điểm sáng trong mắt các nhà đầu tư. Fisher khuyến nghị các nhà đầu tư nên tìm kiếm những công ty có đặc trưng sinh lợi rõ ràng như biên lợi nhuận cao, khả năng kiểm soát chi phí và sự linh hoạt trong quản lý tài chính. Những công ty này không chỉ tạo ra lợi nhuận ổn định mà còn có khả năng đối phó với các biến động của thị trường. Việc đánh giá kỹ lưỡng các đặc trưng này sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn được những cổ phiếu an toàn và có tiềm năng tăng trưởng lâu dài. Những công ty này không chỉ tạo ra lợi nhuận ổn định mà còn có khả năng đối phó với các biến động thị trường. Việc đánh giá kỹ lưỡng các đặc trưng này sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn được những cổ phiếu an toàn và có tiềm năng tăng trưởng lâu dài. Thứ tư, mức giá mua hợp lý của một khoản đầu tư an toàn. Thành tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là mức giá mua hợp lý. Fisher nhấn mạnh rằng dù một công ty có tốt đến đâu, nếu bạn mua cổ phiếu của nó với giá quá cao, bạn vẫn đối mặt với rủi ro thua lỗ. Do đó, việc xác định một mức giá mua hợp lý là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn trong đầu tư. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua vào khi giá cổ phiếu giảm xuống mức hợp lý, tránh việc chạy theo xu hướng và bị cuốn vào các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn. Ông còn đưa ra quan điểm về chỉ số P/E và sự lầm lẫn của giới tài chính. Chỉ số P/E, tỷ lệ giá trên thu nhập, là một công cụ quan trọng để đánh giá giá trị của cổ phiếu. Fisher nhấn mạnh rằng nhiều nhà đầu tư, kể cả những chuyên gia, thường hiểu sai về chỉ số này, dẫn đến việc mua cổ phiếu với giá không hợp lý. Sự nhầm lẫn này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn đe dọa khả năng huy động vốn của các công ty xứng đáng. Fisher giải thích rằng mọi biến động lớn về giá cổ phiếu đều bắt nguồn từ những thay đổi trong nhận định của giới tài chính về cổ phiếu đó. Ông đưa ra ví dụ về một công ty G có mức lợi nhuận tăng mạnh qua các năm nhờ vào các sản phẩm mới, dẫn đến chỉ số P/E tăng từ 10 lên 22 và giá cổ phiếu tăng 400% trong 2 năm. Điều này cho thấy sức mạnh của nhận định thị trường trong việc định giá cổ phiếu.
Fisher nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư phải hiểu rằng sự tăng giảm của giá cổ phiếu không phải do các sự kiện thực tế đang diễn ra tại công ty, mà là do những phỏng đoán và nhận định của giới tài chính. Những thay đổi trong nhận định này có thể kéo dài nhiều năm và có thể dẫn đến các mức giá cao hoặc bất thường so với giá trị thực. Qua các ví dụ lịch sử, Fisher chỉ ra rằng các biến động lớn trong chỉ số P/E thường xảy ra do những nhận định sai lệch của giới tài chính về ngành hoặc công ty. Những nhận định này không phản ánh chính xác các yếu tố cơ bản của công ty, mà dựa trên các ấn tượng chủ quan và đôi khi là những sự kiện không liên quan trực tiếp. Fisher kết luận rằng để đầu tư an toàn và đạt được mức giá mua hợp lý, nhà đầu tư cần phải đánh giá chính xác khoảng cách giữa những nhận định của giới tài chính và thực tế của công ty. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết sâu rộng và khả năng phân biệt giữa những quan điểm thị trường và tình hình thực tế của công ty. Kết luận, cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Fisher không chỉ mang đến những triết lý đầu tư sâu sắc mà còn cung cấp hướng dẫn cụ thể để duy trì sự an toàn trong đầu tư. Bốn thành tố vàng bao gồm ưu thế trong sản xuất, marketing, nghiên cứu và kỹ năng tài chính, yếu tố con người, các đặc trưng có khả năng sinh lợi của công ty và mức giá mua hợp lý chính là những bí quyết giúp các nhà đầu tư có được giấc ngủ ngon. Phần 3. Hình thành một triết lý đầu tư. Trong cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường, Philip Fisher đã không chỉ chia sẻ các phương pháp đầu tư cụ thể mà còn tiết lộ triết lý đầu tư sâu sắc và tiên tiến của mình. Phần 3 của cuốn sách mang đến một cái nhìn toàn diện về việc hình thành một triết lý đầu tư vững chắc dựa trên các bài học thực tế và sự phát triển liên tục. Fisher bắt đầu bằng cách giải thích nguồn gốc và sự phát triển của triết lý đầu tư tại công ty Fisher & Co. Sau khi chứng kiến sự thăng trầm của thị trường chứng khoán trong những năm đầu của thế kỷ 20, Fisher đã rút ra những bài học quý giá. Ông nhận thấy rằng việc chọn lựa các công ty có đội ngũ quản lý xuất sắc, những người có tầm nhìn dài hạn và khả năng thực hiện là các yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của công ty. Fisher tin rằng một công ty có đội ngũ quản lý tài ba sẽ có khả năng đối phó với mọi thách thức và tận dụng được các cơ hội phát triển. Thứ hai, học hỏi từ kinh nghiệm. Trong phần này, Fisher không ngần ngại chia sẻ những bài học từ cả những sai lầm và thành công của mình. Ông cho rằng việc học hỏi từ thất bại còn quý giá hơn cả từ những thành công. Những thất bại giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về những yếu tố cần tránh và những chiến lược cần điều chỉnh. Fisher đã sử dụng những kinh nghiệm này để hoàn thiện triết lý đầu tư của mình qua thời gian, giúp ông đạt được những thành công vang dội trên thị trường chứng khoán. Thứ ba, một triết lý hoàn hảo. Fisher mô tả sự phát triển và củng cố triết lý đầu tư của mình qua các thập kỷ, tập trung vào các công ty công nghệ lớn. Ông nhấn mạnh rằng một triết lý đầu tư hoàn hảo không chỉ dựa vào việc tìm kiếm cơ hội ngắn hạn mà còn phải dựa vào việc hiểu rõ và tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của các công ty mà mình đầu tư. Fisher cho rằng việc nắm giữ cổ phiếu của những công ty có khả năng đổi mới liên tục và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường là chiến lược hiệu quả nhất. Thứ tư, phải chăng đây là thị trường hiệu quả? Fisher đã đưa ra những phân tích và đánh giá về lý thuyết thị trường hiệu quả. Ông thừa nhận rằng lý thuyết này có một số điểm đúng, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm và nắm giữ các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn vẫn là chiến lược hiệu quả hơn cả. Fisher khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào việc đánh giá liên tục và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mang tính bền vững thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn của thị trường. Kết luận, Fisher đã tóm tắt triết lý đầu tư của mình qua 8 điểm chính. Mua cổ phiếu của các công ty có kế hoạch dài hạn, nắm giữ cổ phiếu cho đến khi có lý do cơ bản để bán và đánh giá liên tục. Ông nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ là việc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng mà còn là hành trình học hỏi và kiên trì. Triết lý đầu tư của Fisher đã chứng minh được giá trị qua nhiều thập kỷ và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các nhà đầu tư hiện đại. Ở phần phụ lục, Fisher trình bày các nhân tố chính khi đánh giá một doanh nghiệp đầy hứa hẹn. Phụ lục của cuốn sách cung cấp những hướng dẫn chi tiết về các yếu tố quan trọng khi đánh giá tiềm năng của một doanh nghiệp. Đây là những tiêu chí mà Fisher đã sử dụng để đánh giá, đảm bảo các khoản đầu tư của mình luôn an toàn và có lợi nhuận cao. Nhân tố thứ nhất, cơ cấu tổ chức. Fisher nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức trong việc đánh giá một doanh nghiệp. Ông tin rằng một công ty có cơ cấu tổ chức rõ ràng với các bộ phận sản xuất, marketing, nghiên cứu và tài chính hoạt động hiệu quả sẽ có khả năng phát triển bền vững hơn. Cơ cấu tổ chức tốt giúp công ty hoạt động trơn tru, đảm bảo mọi khía cạnh của doanh nghiệp đều được quản lý và vận hành một cách hiệu quả. Nhân tố thứ hai, chi phí sản xuất. Khả năng sản xuất với chi phí thấp là một yếu tố quan trọng khác. Fisher cho rằng doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chi phí sản xuất sẽ duy trì được lợi nhuận ngay cả trong những giai đoạn khó khăn của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty hoạt động trong ngành sản xuất, nơi mà các chi phí sản xuất đóng vai trò then chốt trong việc xác định lợi nhuận của công ty. Nhân tố thứ ba, năng lực quản lý. Năng lực của đội ngũ quản lý là một yếu tố then chốt mà Fisher luôn chú trọng.
Ông đặc biệt quan tâm đến khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm mới của ban lãnh đạo. Fisher cho rằng một đội ngũ quản lý giỏi không chỉ giúp công ty duy trì sự ổn định mà còn tạo ra những bước đột phá quan trọng. Đội ngũ quản lý có tầm nhìn và khả năng thực hiện là yếu tố quyết định để công ty đạt được thành công trong dài hạn. Nhân tố thứ tư, tài chính. Fisher cho rằng một công ty có tài chính mạnh mẽ, đủ vốn để đầu tư và phát triển sẽ có khả năng vượt qua những rủi ro tài chính lớn. Đảm bảo công ty có nguồn tài chính ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để đầu tư an toàn. Fisher khuyên các nhà đầu tư nên chú ý đến tình hình tài chính của công ty, bao gồm nợ, vốn lưu động, khả năng sinh lời để đánh giá mức độ an toàn và tiềm năng tăng trưởng của khoản đầu tư. Kết luận, cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher không chỉ là một cẩm nang đầu tư mà còn là một tác phẩm mang tính triết lý sâu sắc về cách tiếp cận thị trường chứng khoán. Những nguyên tắc và bài học của Fisher đã giúp nhiều nhà đầu tư tìm thấy con đường thành công bền vững và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ đầu tư sau này. Triết lý đầu tư của ông dựa trên việc lựa chọn cẩn thận các công ty có quản lý xuất sắc, khả năng kiểm soát chi phí và tài chính mạnh mẽ, cùng với sự kiên trì và học hỏi từ kinh nghiệm đã chứng minh được giá trị qua nhiều thập kỷ. Đối với bất kỳ ai muốn hiểu được sâu về nghệ thuật đầu tư, cuốn sách này chắc chắn là một nguồn tài liệu quý báu. Phần thứ 3 cũng là kết thúc quyển sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Anh chị có đánh giá gì về quyển sách và muốn phần tiếp theo của series Đọc sách cùng AZFIN sẽ làm tiếp về quyển sách nào? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm những video hữu ích gửi đến anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series Đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp các anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.